Vâng, rất là vui được trở lại với chúng ta trong chương trình Live Game hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với lại một cái game rất là hay, đó là Cat Forest. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục các bạn nhé. Ta sẽ bắt đầu chơi. Đây. Hôm nay cũng thật là vâng, một chú mèo nó là hôm nay cũng rất là mệt mỏi. Mình đã sai cái gì tài liệu quan trọng cho máy nghiền giấy. Vâng, đây là những chú mèo đang nói chuyện với nhau. Thương quê hương Cực Bắc yên bình. Hoa vàng và xanh cả thiên nhiên. Có hoa của hoàng pháo đất đang dần dần chiếu sáng lên trời. Vâng, đây là những chú mèo dễ thương của ta. Cơ hội đến rồi mèo, xin viết đơn nghỉ. Vâng, đây là những chú mèo đang nói chuyện với nhau. Giấc mơ quay trở về làm nông, bắt đầu kinh doanh cắm trại. Đó là cái chú mèo chúng ta một cái giấc mơ được cắm trại làm nông. À, tên mình là tên là Cat Farm đi, Cat Farm. Cat Farm. Farm. Đó là một cái farm Cat Farm chúng ta các bạn nhé. Vâng, nông trại của mèo. Vâng, và bắt đầu tốt, bắt đầu có rất nhiều là nhiều của dại này nên dọn dẹp thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành để dọn dẹp khu vực này. Đây là bên chúng ta sẽ bắt đầu đo kích thước và dọn dẹp những cái có dại nó rất là nhiều luôn. Vâng, đây là một chú mèo đang bắt đầu một cái công trình, đó là xây dựng một cái farm các bạn nhé. Đầu tiên thì sẽ dọn dẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái dụng cụ để giúp cho cái việc dọn dẹp chúng ta thuận lợi hơn. Ok, bây giờ chúng ta đã xây dựng một cái này là cái lều. Tại sao lại phải xây cái lều này? Sao xây để phá này là sao? Nó xây à? À, đây là một cái lều để chuẩn bị một khu cắm trại các bạn nhé. Và một cái lều được xây dựng để làm một khu cắm trại. Vâng. Và mời bạn bè đến để ăn và chơi. Đây là bạn bè của chúng ta. Mời bạn bè đến cắm trại. Và trồng được trồng thêm rất là nhiều cây xanh, chặt thêm nhiều cây xanh. Chặt nhiều cây xanh để có lẽ là đốt của thức ăn thì đúng hơn. Chặt củi.
hôn sư tư chất tia ta đã trao nhau trong năm nay lần đầu tiên. Năm hai yêu năm chỉ yêu em chưa. Và bây giờ thì đây chúng ta là xây dựng một cái khu mới các bạn nhá. Không phải lấy củi, củi thì nấu về thức ăn, nghĩa là lấy củi thức ăn. Và bây giờ việc của chúng ta là bây giờ đang thiếu rất là những nguyên liệu, vì vậy mà bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm củi để về nấu các bạn nhá. Con tim ơi thuộc về em. Ok, đây các bạn nhé. Đây, đang chặt đi. Ok, video của mình giới thiệu lại hết. Xin chào các bạn nhé.